nay bơi nước đứng các bạn, đóng cống này. Bữa nay đóng cống nước đứng này. Bữa nay cống nó đóng luôn, đóng bơi nước chết luôn các bạn. Mỗi ngày mở cống, bữa nay đóng luôn. Đó. Bữa nay nước đứng luôn này. Không không. Đó. Gì chắc né qua thấy. Ừ. Bữa nay ngày tập thứ 11 á của vận động viên Ngọc Tú Mai. Nói chung còn 4 ngày nữa sẽ có mặt tại chùa Sâm Rong thuộc về cây Chôm Kiên Giang. 4 ngày nữa. Nói chung bây giờ ghé cây Chôm đã Hà Thị ở Ghe Ngo. À, cái chôm 1, còn cái chôm 2 đang lên Hoa Văn. Thì cô chú thì bạn biết sẵn rồi, cái bạn đấu thì mình có nói rồi. Vận động viên Ghe Ngo từ lúc 2 sẽ bơi cái chôm 1. Nằm trong bảng với Tổng Quản, Nha Sĩ Cũ, Điềm Muồn và cái Rút Nhỏ. À, thì mình xin thông tin lại. Thì bữa nay cũng còn mất rất là nhiều quân luôn ha. Nói chung bữa nay còn ngày lễ San Luân Ta của đồng bào dân tộc Khmer. Thằng này câu lạc bộ lò bún nó ưa đứng sau xe lắm. Đó. Thì bữa nay tập ngày thứ 11 các bạn ha. Tập nói chung 3 ngày nữa, 4 ngày nữa chứ. Bữa nay 3 tây, 7 tây sáng 8 giờ, 7 giờ đi ha. Rồi tới bản chắc 12 giờ. 1 giờ thì thử tốc độ ghe tại dòng sông Thạnh Hưng thuộc về huyện Dùng Điền, tỉnh Kiên Giang. À, dòng sông huyền thoại của dòng riền là dòng sông Thành Hưng. Đó. Sẽ thử tốc độ ghe khoảng 1 giờ chiều á. Tới đó thì kênh YouTube của Ghe Ngo Chùa Tâm Lúc sẽ có mặt tại đó để trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn xem á. Bữa đó thì sẽ trực tiếp luôn bạn, trực tiếp 2 ngày luôn kênh Ghe Ngo Chùa Tâm Lúc em, còn kênh hoàn toàn chỉ Úc thôi, không có trực tiếp. Còn trực tiếp kênh Ghe Ngo Chùa Tâm Lúc thì trực tiếp ngày thử tốc độ. Và à, ngày thi đấu luôn á, cô chú bạn nhớ đón xem á. À, bấm Ghe Ngo Chùa Tâm Lúc thì sẽ lên này, bấm Khmer cũng lên mà Việt cũng lên luôn. À, bữa nay ngày tập thứ 11, ngày tập thứ 11 thì có thể anh em nói có đem ghe đi không, thì không có đem ghe đi ha, chỉ đi quận Bình Dương thôi, bơi ghe của anh em bên bển. Thì trang phục cũng bên của cái chôm luôn á, trang phục nha. Ở đây nói cho trang phục này là truyền thống của Ghe Ngo Tâm Lúc 2. Còn cái trang phục bên cây chôm thì trang phục hình như mình hay nghe đâu là màu màu xanh, mà không biết xanh nào. Cũng cũng xanh, không xanh nào. Cũng màu xanh luôn. À, tới đó thì có gì trực tiếp luôn đó các bạn. Bên Ghe Ngo Tâm Lúc sẽ trực tiếp thử tốc độ ngày đầu tiên, ngày 7 tây và trực tiếp ngày 8 tây. Hả? À. Thì bữa nay cũng mất rất là nhiều vận động viên. À, nói chung còn bữa nay đưa ông bà về nè. Cũng bên quận huyện Trần Đề thì nói chung ở bên bển thì người ta cúng rồi, không biết chắc chắn rồi. À, cúng bên huyện đó nhiều, còn ở bên xứ bên đây tại Châu Thành, Mỹ Tú thì cúng ngày trước. Cúng đó bữa nay đưa ông bà về. Bữa nay đưa ông bà về mà đâu có lại được. Ba ly rồi đó, dùng Trần Đề bữa nay cúng lớn nè. Còn xứ mình cũng rồi, bữa nay cũng mất quận nhiều vận viên, vận viên thiếu cũng nhiều nè. Bữa nay thì nói chung cũng lợi một mớ, thiếu cũng một mớ. Thì nói chung bữa nay còn cúng một bơi ông bà về nè, bởi vì nó hơi hơi lâu ha, đất gương lắm đó, nó hơi lâu sung mẹ. Thì còn 4 ngày nữa sẽ lên đường ha. À, sang cây chôm. Bữa nay 3 tây đi 7 tây. Lên đường đi dòng riền Kiên Giang. À, tại xã Thạnh Hưng. Ô. Ô, nó mới đẹp á. Chụp bộ ơi. À, dễ lỡ ơi. Ê, 4 ngày nữa đi đi ngủ chùa bản hát bản đi đi. Hát bản bản nào cũng được chứ, miễn là mày hát là tao vui rồi.
À thêm bệnh ấy, chết ấy. Bệnh mến ấy, bệnh của tập bố ấy. Đặt giả đó. Bữa nay ngày tập thứ 11. Nói hoài báo vươn mày. Lấy cái 1 ngày tập thứ. Nói chung là 4 ngày nữa mình đi á. 4 ngày nữa 8 giờ 7 giờ lên xe đi vòng riền Kiên Giang. Xã Thạnh Hưng, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Về mày 3 ngày đi ông nội. Thứ hai đi. Đi thứ hai. Mà mày muốn đi chủ nhật được vậy? Đi xe Honda trước. Em mà ta khải đây đấy. Xe thông luôn á. Dạ. Mở rồi. Liên đô lên một liên. Mày muốn đi đâu lên luôn. Chốt này em đó. Bữa nay ngày tập thứ 11 các bạn. Tập thứ 11 bữa nay cũng ngày nói chung thiếu rất là nhiều quận viên hôm qua, bữa nay cũng muốn đủ rồi. Bữa nay còn cúng đưa ông bà về nữa. Cua mùa lên. Cua mùa lên. Bữa nay tập thứ 11, ngày 11. À chân tôi có việc ní à chân. Việc Thành Hưng. Má thông. Thùng nó đây, bên Mỹ Phước nó đây. Thông á. Đây thì mình xin nhắc lại bản đấu của cái ngôi từ lúc 2 thì bản đấu bản B đó là cái chỗ 1 các bạn. Cái chỗ 1 thì mình mang
trong vòng 5 đội một bảng đó, thì bảng B World Cup Group 2 sẽ bơi bảng B đó gồm có Tổng Quảng, Địa Muồn, Cây Đuốc Nhỏ, Nhà Xây Cũ và Cây Tôm 1. Đó là bảng B. Vận viên lúc 2 sẽ bơi bảng B nha các bạn. Như vậy Cây Tôm có 2 chiếc nha. Bảng A thì Cây Tôm 2. Đó. Hôm nay mình cập nhật thông tin cho cô chú các bạn biết. Và Ghe Ngo lúc 2 sẽ giống như là lên đường thi đấu cho anh em Cây Tôm, chủ Cây Tôm là vào ngày 7 Tây sáng. Tới đó chắc cũng khoảng trưa 11, 12 giờ vậy đó. Ăn cơm xong thì có thể đi thử tốc độ ghe tại dòng sông Thành Hưng của huyện Dương Điền, tỉnh Kiên Giang. Đó, bữa nay mình xin thông tin cho cô chú bạn biết. Thì giải đấu này thì năm 2023 thì cô chú anh bạn biết sẵn rồi, năm 2023 thì 23 như là chuột Cái Đuốc Nhỏ là đương kim du lịch. Á quân là xúc văn mới. Thứ ba là Tổng Quảng. Thứ tư là Cò Thông. Bây giờ mình nghe thông tin là anh em đăng trên mạng xã hội và thấy chiếc ghe luôn là chuột Cò Thông mua một chiếc ghe ngo từ Campuchia về. Mua từ Campuchia về các bạn. Thì nói chung là thì bữa nay cũng thiếu mấy quân các bạn ha. Bữa nay còn cúng lễ xe luôn ta, đưa ông bà về, bữa nay anh em cũng còn nhậu ngày nữa thì cũng thiếu mấy tay, thiếu hai ba người ha. Bữa nay nói chung anh em dạng như là còn đưa ông bà về đó các bạn, thì không có đó. Chân điện nó cái sáng thống á, à ta bằng xa mỏ rồi nha. Đây anh tặng đi comment mua không đó. À nó gì sao nó phát nâng? À nó thật đi ngừng replay được một. À Mỹ nó mới bố giỡn đấy. Nó mới bố giỡn. Giờ sấy cái cháu tu cái ông rau rau luôn. Nga ba. Cho bị thay luôn. Thấy toàn lên. Mình đăng đó. Thấy mình giật nữa mày đăng. Giật nga ba đó. Mình giật spend này đấy. Nga ba chết cho nga ba. Chắc cái bí á. Tao đúng. Hay chắc thế nó mà bán anh tao mình miếng mò miếng. Thôi lắm, dược, thôi lắm. Bụng dược đó mà cái lỗ sốc đó. Cái đặc tu hay chứ nha, phải đây được trận thứ nhất nè. Đây được trận thứ nhất nè. Bơi lượt đầu tiên. Thank you.
Đây lượt trận thứ ba các bạn ha. Bữa nay bơi nước đứng luôn. Bữa nay bơi nước đứng luôn. Đóng cống à. Bữa nay đóng cống rồi. Bữa nay nói chung là đóng cống luôn, bơi nước chết á, nói chung bữa nay bơi nước chết á. Hả? Bơi nước chết luôn.